Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với YNK Adventure. Thì hôm nay mình lại tiếp tục review cho mọi người xem một cái sản phẩm nữa. Xin chào các bạn, mình là Yos và vợ mình là Key. Tụi mình là Yo and Key, YNK Adventure. Đến với channel của tụi mình, các bạn sẽ được trải nghiệm ngắm nhìn những chuyến đi chơi, những hành trình đi cắm trại ở những địa điểm đẹp nhất ở Úc. Xin mời các bạn hãy đón xem. Cái giường này, cái này á gọi là cái stretcher, giống như cái giường xếp mà của Việt Nam mình vậy á. Thì cái này mình mới mua để review cho mọi người xem. Và video vừa rồi á là mình có review cho mọi người cái lều squat của tụi mình. Sau khi mà mình thay cái lều của áo đi á, mình chuyển qua mình xài cái lều squat ở dưới này này. Thì cái đó là đợt trước mình nằm thử ở dưới sàn mặt đất á, thì thấy cũng ok. Nhưng mà hôm nay mình muốn thử một cái kiểu khác, là mình cho cái giường xếp này ở dưới, xong để cho cái squat này á nó nằm ở trên cái giường xếp để nó cách mặt đất cỡ khoảng nhiêu đây này, chắc cỡ gần nửa mét khoảng đó, để cho mình lúc mà sáng dậy hoặc là mình lúc mình đi vào giường mà tháo dây á, mình thẳng cái chân xuống chứ mình không phải ngồi khom khom ở trong cái squat này gây cảm giác khó chịu. Nghĩa là nằm squat nhưng mà vẫn ở trên cao, thì lúc mà mưa nó cũng rất là tiện luôn. Tại vì trải bạt á, khi mà mưa thì nước nó vẫn đi xuống dưới cái bạt và nó có thể ngấm từ đường dưới ngấm lên. Hoặc là lúc mà các bạn bước ra khỏi cái squat buổi sáng á, là xung quanh nước nó bị ướt nếu mà trời mưa nó hắt vào, thì mình không muốn cái đó. Cho nên mình muốn mua cái này để mà review cho mọi người xem là cái nào mà thích hợp cho mọi người. Nếu mà squat mà sai mùa hè không cần cái này thì chắc là cũng không sao đó, nhưng mà mùa đông mình thấy là cực kỳ cần luôn. Và đặc biệt một cái về cái stretcher này á, nếu mà trời mưa ở đường dưới đất á mà nó bị sủng nước, giống như kiểu buổi đêm bạn ngủ xong rồi mưa to buổi đêm á, rồi các bạn biết mà sáng dậy mà thấy dưới đất nó bị sủng nước á, thì nó cũng bị ướt sweat hay là ướt nệm của các bạn. Đó là cái đó rất là tiện, mình rất là thích luôn. Bây giờ mình sẽ mở cái này ra cho mọi người xem nhá. Rồi bây giờ mình sẽ mở hộp đây. Cái này là khả năng nhá mọi người, một mình xách là thấy cũng oai oai á. Cái này là 18kg, cái stretcher này này là 18kg nhá, nhưng mà bù lại á nó rất là chắc chắn luôn, cái tải trọng của nó chịu đựng được là 200kg thôi vậy. Đấy. Bây giờ mình sẽ lắp cái này cho mọi người xem nhá. Mình cũng chưa lắp cái này bao giờ cho nên là không biết có khó không. Nó là như cái giường xếp ở Việt Nam vậy á, nhưng mà nó chắc chắn. Đấy, như thế này là xong rồi. Cái này mình thấy setup nó nhanh phết. Để mình ngồi thử xem. Cứng cáp như là chắc lắm. Cái sản phẩm này là nó gọn như vậy đó. Để bây giờ á, mình sẽ setup cả cái squat ở trên này cho mọi người xem là một cái setup complete là như thế nào nhá. Bây giờ mình sẽ mở cả cái squat này ra, mình đặt lên trên này để setup cho mọi người xem nhá. Lần trước mình review xong mình nằm thử cái này một đêm á, thì nó rất là ấm luôn, cực kỳ ấm, nóng luôn á. Mà đợt trước là mình đắp ba chăn, một cái lót đường dưới và hai cái là đắp ở trên người. Thì đợt này á, vì nó ấm quá cho nên là tụi mình là quyết định là để hai cái chăn kia ở nhà, chỉ mang một cái chăn thôi để xem đợt này có bị lạnh không. Còn một cái mà lần trước review xong mình về mình rút kinh nghiệm là cái dây của squat này này, nó thiết kế là nó không đi kèm với cả cái nệm mà tụi mình mua thêm, cho nên là lúc strap lại á thì nó cái dây nó bị ngắn, cho nên thành ra là mình mua thêm 4 cái sợi dây này ở Bân Ninh để tụi mình về tụi mình strap cái này lại á cho nó chắc và nó dễ dàng cho tụi mình hơn. Bây giờ để mình mở ra cho mọi người xem nhá. Nếu mọi người muốn biết cái thông tin của cái dây này á thì nhớ để ở dưới bình luận để mình sẽ chia sẻ với mọi người. Rất là tiện luôn. Cái này mình mở ra như vậy một hồi là cái nệm ở trong này nó tự phồng lên luôn nha mọi người. Cái giường xếp này á nó sẽ làm nó hơi nhỏ hơn so với cái squat này một tí. Thì mình có hỏi là tại vì sao, thì mấy người bạn người ta sẽ giải thích là khi mà mưa thì cái squat này là bự hơn á, thì nó sẽ đổ mưa xuống phía dưới chứ nó không nước mưa nó không bị lon vào cái stretcher này, cái giường xếp này, thì nó sẽ không bị ướt ở dưới. Thì mình nghe là mình thấy hợp lý, thì để đợt này mình nằm thử xem
là có cái đồ ngành của nó hai bên á, nó có gây khó chịu không, nó có chắc chắn cho cái swag này không, thì mình vẫn review cho mọi người xem thôi nhá, tại vì lần đầu mình cũng xài những cái sản phẩm này. Ok, rồi bây giờ mình sẽ setup cả cái swag này này. Đây là mấy cái que setup mình để trong cái túi cho con này đó. Nó chỉ có hai que căn bản thôi, một cái ở trên này rồi hai que ở hai bên đấy. Setup cái này thì rất là nhanh gọn lẹ. Rồi bây giờ cho nó vào cái móc ở dưới này. Bên này một cái nữa. Rồi cho mấy cái hút vào này. Hôm nay mình tới hơi trễ cho nên là quay review cho mọi người hơi tối, cho nên là mọi người thông cảm nhá. Tụi mình là cố gắng mở đèn để sáng cho mọi người xem này. Mình thích cái swag này một cái là setup á, nó rất là nhanh. Nhưng mà lúc gập lại thì hơi mất thời gian nha. Nếu mà muốn gập cho nó gọn để cho vào cái túi thì hơi mất thời gian. Hoặc là do tụi mình mới sai á, tụi mình chưa biết cái mẹo. Như vậy là ở trước xong rồi nhá. Để bây giờ mình ra phía sau, mình làm thêm nữa. Rồi sau này cũng tương tự như vậy, cho vào cái móc này này. Xong rồi tới bên này. Nếu mà ai muốn biết thông tin của cái lều thì mình có để ở dưới cái phần thông tin mô tả của cái video này nha mọi người. Những cái sản phẩm mà mình xài thì mình sẽ thường để ở dưới đấy, cho nên mọi người cứ click vào. Còn nếu mà video nào mà không có thì mọi người cứ comment để cho mình biết thì mình trả lời cho mọi người nhá. Mùa này là đang đi cắm trại là vào mùa xuân ở Úc rồi, cho nên các bạn mà có đi cắm trại là nhớ mang theo đồ để mà xịt muối nhá. Chứ bây giờ mùa xuân á, muỗi là đá nhiều lắm. Đấy, mình đang đứng quay review cho mọi người mà muỗi nó cắn quá trời. Là xong hai bước, giờ bước cuối cùng này. Ghép cái que này vào. Cho vào hai cái lỗ này. Nó kéo dàn nó ra cho nó căng. Thì mức có thể để cho cái lều nó căng nhá. Thì như mọi người thấy này, thấy cái giường xếp nó bị ngắn hơn swag này của mình nhá. Đó, thì lúc mà mưa nó sẽ chảy thẳng xuống đây luôn, cho nó không bị trôi ngược vào đây nữa. Đó, cũng hay. Và cái giường xếp này á, là do tụi mình tìm hiểu nhiều thông tin. Là người ta bảo là với cái giường swag thì loại bự này á, là không có cái giường xếp ở dưới. Những cái loại single á, nhỏ á, thì nó sẽ có. Còn loại bự này, cái hãng King này nó không làm. Là cái hãng Austral này mà tụi mình mua á, cho cái giường xếp đường dưới này này, là người ta làm size queen để phù hợp với cả cái swag này luôn. Đó, cho nên là nhiều người xài và review rất là tốt. Cho nên là tụi mình cũng muốn mua thử để mà review cho mọi người xem, cho biết nha. Sau khi mà mọi người cắn cả cái dây này rồi á, thì bỏ mấy cái móc này vào nha. Đó, cho nó cắn cái lều lên này. Đấy. Cái lều swag này này mà nằm ở dưới đất á, thì mình sẽ đóng mấy cái pin xuống, mấy cái cọc xuống ở phía dưới cho nó chắc. Rồi mình hỏi người ta là nếu mà nằm như vậy cách khỏi mặt đất á, thì bây giờ đâu có đóng được đâu. Thì người ta bảo á, là khi mà cho nềm và cho lều lên trên này rồi á, thì nó rất là chắc luôn. Là thực sự là không cần. Nhưng mà các bạn muốn yên tâm á, thì các bạn có thể buộc sợi dây vào đây, xong rồi kéo xuống dưới này, xong rồi đóng cái pin vào. Đó, thì mình nghĩ cái cách đó mình nghĩ thôi. Thì mình nghĩ như vậy nó cũng quốc. Rồi bên này có cái awning này á, các bạn muốn chắc hơn các bạn có thể buộc dây vào cái awning này, xong kéo xuống dưới mặt đất, xong rồi đóng cái pin xuống bốn góc xung quanh với thêm hai cái awning là quá chắc rồi, không thể nào mà nó lật nổi. Thì bây giờ mình sẽ đi lấy cái dây để mình buộc, xong rồi mình đóng xuống cho mọi người xem nhá. Cái swag này á, lúc mình mua là nó không đi theo mấy cái dây để mà buộc như thế này đó, cho nên là mình tự chế. Mà tụi mình đi cắm trại á, là trong xe lúc nào cũng thủ mấy cái dây hết á, để lỡ buộc bạt này hay là buộc những thứ khác này. Đó, có dây rất là tiện. Đợt trước mình có giới thiệu với mọi người là cái cuộn dây của áo đi rồi. Đợt này mùa xuân nó lại ra mấy cái đồ cắm trại lại có cái cuộn dây này, là một cuộn 40 mét này, là 10 đồng nhá, rất là rẻ luôn. Cho nên đợt này mình mua được 3 cuộn, nhưng mà chỉ có một cuộn màu hồng này á, là có cái phản quang này này, còn hai cuộn kia là không có, tại vì hết hàng rồi. Cho nên thôi tụi mình chịu, nói chung màu nào mà không quan trọng. Quan trọng là buộc cho nó chắc là với giá thành rẻ là ok rồi. Thì bây giờ mình sẽ buộc cho mọi người xem. Cái swag này nó chỉ đi kèm hai cái dây cho cái awning thôi. À, đây thường thường cắt mấy cái dây này á, thì mình sẽ hơ lửa mấy cái đầu mà mình mới cắt á, để cho nó khỏi bị sơ với bị bóng đó nhá. Mà hơi lửa này cái nhựa nó chảy á, thì nhớ mang găng tay chứ không nóng tay á. Thì làm như thế này thì cái dây này xài nó sẽ bền hơn. Đi cầm trại mang theo cái kho lửa này nó cũng tiện.
Rồi bây giờ mình sẽ buộc hai cái awning nhá, một cái ở trước và một cái ở sau. Thì đợt này mình cắm trại ở đây 4 ngày lận, cho nên mình buộc cái này lên cho nó thoáng. Cuối cùng mình đã setup xong cả cái lều của mình nằm trên cái giường xếp này, cảm thấy rất là hợp lý luôn, mà nó chắc lắm nhá. Mình đi chế với cái sợi dây này xung quanh là nó rất là chắc. Hiện tại rất là vui với cái sản phẩm giường xếp này luôn. Thì bây giờ mình setup xong cả cái swag của mình rồi, bây giờ mình sẽ quay lại cho mọi người xem nhá. Đây là cái đệm này á, là đệm queen size, là cho hai vợ chồng mình ngủ đây. Một túp lều tranh, hai cái tím vàng. Đây là cái mình muốn nói này. Sáng dậy là mình đi đá, mình thẳng chân như thế này, mặc dây ở đây đó. Rồi buổi tối á, mình có thể giấu dây ở dưới này cho nó khỏi bị ướt đó. Rất là thoải mái luôn nha mọi người. Rồi bây giờ mình tháo dây mình thử nằm cho mọi người xem nhá. Như bình thường tháo dây như vậy, xong cái nằm cái. Ôi chào ơi, nó đà mà nó êm. Xong cái đang ngủ dậy, rồi sáng mai dậy đó, dậy mở lều ra, xong gầy thẳng chân xuống như thế này, lấy dây ở bên dưới được một cái là nó không bị cái chân nó phải không khóm ở ngoài như thế này đấy, rất là khó chịu luôn. Nếu mọi người có những câu hỏi gì thì cứ thả ở dưới bình luận cho tụi mình biết với nhá. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video này. Tụi mình là YNK Adventure, xin hẹn gặp mọi người vào những video tiếp theo. Tạm biệt mọi người.